Này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đã đắc quả vị giác ngộ cao tột, hiện đắc quả vị giác ngộ cao tột, sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy, do nhân duyên này Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đối với các đức Như Lai có ơn đức lớn cho nên chư Phật thường dùng Phật nhãn quán xem hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này thiện hiện, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, nếu thường nghe hỏi, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập, giọng nói bát nhã, ba la mật đa sâu xa, thì tất cả như lai, like, ứng tránh đẳng giác, thường dùng Phật nhãn, quán xem hộ niệm, khiến thân tâm họ thường được an lạc, tu các thiện nghiệp, không có các trở ngại này thiện hiện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bổ tát thừa nếu đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này thường nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói thì tất cả như lai ứng tránh đẳng giác trong mười phương thế giới đều cùng hộ niệm khiến đối với quả vị giác ngộ cao tột không thối truyền lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật như Đức Thế Tôn dạy, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có công năng xuất sanh chư Phật. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có công năng chỉ bày thật tướng của các Pháp thế gian. Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có công năng xuất sanh chư Phật? Tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có công năng chỉ rõ thật tướng các Pháp thế gian? Tại sao chư Phật từ Bát Nhã Ba La Mật Đa Xuất Sanh? Tại sao chư Phật nói tướng thế gian? Phật dạy, này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, có công năng xuất sanh năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng của tất cả như lai, ứng tránh đẳng giác này thiện hiện vô lượng vô biên công đức chư Phật như thế, đều từ bát nhã ba la mật đa sâu xa Sa xuất sanh, do đạt được công đức của chư Phật như thế, cho nên gọi là Phật. Bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều công năng xuất sanh công đức chư Phật như thế, do đó nên nói có công năng xuất sanh chư Phật, cũng nói chư Phật từ bát nhã ba la mật đa sâu xa Sa xuất sanh này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa có công năng chỉ rõ thật tướng của các pháp thế gian đó là có công năng chỉ rõ thật tướng của năm uẩn thế gian tất cả như lai ứng tránh đẳng giác cũng nói thật tướng của năm uẩn thế gian bạch thế tôn vì sao bát nhã ba la mật đa sâu xa của chư phật nói rõ thật tướng năm uẩn thế gian này thiện hiện bát nhã ba la mật đa của chư phật đều chẳng nói rõ năm uẩn có thành có hoại có xanh có diệt có nhiễm có tịnh có tăng có giảm có nhập có xuất đều chẳng nói rõ năm uẩn có quá khứ có vị lai có hiện tại có thiện có bất thiện, có vô ký, có sự ràng buộc của dục giới, có sự ràng buộc của sắc giới, có sự ràng buộc của vô sắc giới vì sao này thiện hiện vì chẳng phải các pháp không có thành có hoại chẳng phải pháp vô tướng có thành có hoại chẳng phải pháp vô nguyện có thành có hoại chẳng phải pháp vô tác có thành có hoại chẳng phải pháp vô sanh diệt có thành có hoại chẳng phải pháp không thể tánh có thành có hoại này thiện hiện bát nhã ba la mật đa của chư phật nói rõ thật tướng của năm uẩn thế này tướng của năm uẩn này tức là thế gian cho nên thế gian cũng không có tướng thành hoại sanh diệt vân vân lại nữa thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương bát nhã ba la mật đa có thể chứng biết hết vô lượng vô số tâm hành sai biệt của các loại hữu tình nhưng trong lý của bát nhã ba la mật đa sâu xa này không có hữu tình không có sự phát khởi của hữu tình có thể nắm bắt được không có sắc không có sự phát khởi của sắc có thể nắm bắt được không có thọ tưởng hành thức không có sự phát khởi của thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được không có nhãn xứ không có sự phát khởi của nhãn xứ có thể nắm bắt được không có nhĩ tĩ thể thân ý xứ không có sự phát khởi của nhĩ tĩ thể thân ý xứ có thể nắm bắt được. Không có sắc xứ, không có sự phát khởi của sắc xứ có thể nắm bắt được, không có thanh hương vị xúc pháp xứ, không có sự phát khởi của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được. Không có nhãn giới, không có sự phát khởi của nhãn giới có thể nắm bắt được. Không có sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có sự phát khởi của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, không có nhĩ giới, không có sự phát khởi của nhĩ giới có thể nắm bắt được, không có thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không có sự phát khởi của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được không có tĩ giới không có sự phát khởi của tĩ giới có thể nắm bắt được không có hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, không có sự phát khởi của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, không có thiệt giới, không có sự phát khởi của thiệt giới có thể nắm bắt được, không có vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, không có sự phát khởi của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, không có thân giới, không có sự phát khởi của thân giới có thể nắm bắt được, không có xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, không có sự phát khởi của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, không có ý giới, không có sự phát khởi của ý giới có thể nắm bắt được, không có pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Không có sự phát khởi của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được.